các bạn ơi, mình vừa đến cái chỗ này thấy một cái thác rất là đẹp này. Mình sẽ quay lên cho các bác xem này, nhìn trên này này. Đi trên kia à? Rất là cao đấy các bác nhé. Ở trên này nó còn có cái bực hay chắc là có cái búng nước hay sao đấy các bác ạ. Nhìn rất là đẹp nhá. Bây giờ đang muốn trèo lên, có tìm cái đường nào để trèo lên, nhưng mà mình nhìn xung quanh này không có đường để trèo lên đâu. Thì hôm nào mình sẽ lạnh ấy, mình sẽ tìm một cái con đường xung quanh này để trèo lên trên này để khám phá xem cái ở trên này nó đẹp như nào nhé các bác nhé. Còn ở dưới đây mình nhìn rất là đẹp rồi các bác ạ. Wow.